Theo đơn phản ánh của 4 nông dân trồng chuối cấy mô xuất khẩu tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, 13 hecta trồng chuối cấy mô của gia đình bị thiệt hại nặng nghi do sử dụng phân bón nghi là giả. Cụ thể, từ tháng 8/2023, một số nông dân trên đã mua phân bón NPK tại một đại lý phân phối phân bón tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom. Trên bao bì phân NPK ghi thông tin phân NPK 20-20-15 sử dụng 100% nguyên liệu ngoại nhập được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại NHB tại thành phố Hồ Chí Minh. Phân bón được sản xuất tại tỉnh Long An. Sau khi sử dụng loại phân này, các vườn đồng loạt xảy ra hiện tượng cháy lá, cây suy kiệt, bộ rễ bị cháy, chuối gãy ngang thân và gãy gốc, khiến vườn cây giảm năng suất nặng, trái chuối nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà vườn mất trắng vì chất lượng trái chuối không đạt chuẩn xuất khẩu, không có thương lái thu mua nên nông dân mất trắng vụ chuối. Tổng diện tích của tôi trồng là 1.3, nhưng mà khi ở đây tôi trồng ở ngoài này là 7-8 hectare. Riêng có một cái mẫu này là tôi, một mẫu ba này là tôi lấy phân ở bên cửa hàng Thành Tươi. Còn những cái vườn bên kia là tôi trồng là dàn lá rất là xanh tốt, đủ sản lượng. Còn riêng về cái miếng này thì coi như là mất trắng này. Coi như là giữa tháng 9 đầu tháng 10 thì em phát hiện ra là cái chuối của em nó đang có cái dấu hiệu như là nó đi xuống. Thì em mới xịt, em mua thuốc về em khắc phục em xịt. Thì lấm bận thì nó phải có rồi, thì em phải xịt, em xịt lần. Nó vẫn không phải gì thì em mới quay lại bảo sao là bên kia nó cũng xịt thuốc như mình mà sao nó săn đẹp vậy, mà sao mình lại cứ cháy. Đấy, thế thì em mới tò mò, em mới tìm ra thì là cái gốc của cái rễ của cái cây chuối là nó đã cháy đen hết rồi. Thì em bảo thôi chết rồi, cái này là phân này là phân giả kém chất lượng rồi, là nó cháy rễ rồi. Trước sự việc cây chuối chết dần, các hộ nông dân đã bỏ ra hàng chục triệu đồng đầu tư phân bón lá, thuốc kích rễ, cứu vườn chuối, nhưng những cây chuối còn lại cho năng suất rất thấp, chất lượng không đạt chuẩn xuất khẩu. Hội nông dân phối hợp với ủy ban và công an xã xuống hiện trường ghi nhận hiện trường và có lấy lại một mẫu phân, ít phân để về giao cho công an về ta làm. Qua ghi nhận hiện trường thì thấy ở qua dân báo là 13 hecta, nhưng mà ở tại xã Thanh Bình có khoảng 7-8 hec thì đó, thì qua ghi nhận thì cái chuối thì nó thực trạng chuối thì nó cháy lá, đa phần bị cháy lá và gãy ngang thân và gãy đổ ở gốc đấy, nó bị thối rễ. Sau khi không được đại lý và phía công ty trả lời thỏa đáng, các hộ dân cũng đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng. Từ đó, chính quyền huyện Trảng Bom và thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai đã đến ghi nhận hiện trạng tại các vườn chuối, xác minh sự việc, lập biên bản lấy mẫu phân bón NPK 20-20-15 phục vụ công tác thanh tra.